Các bạn thân mến, nhà cấp 4 mái Nhật luôn sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch và ngày càng trở thành lựa chọn số 1 của nhiều chủ đầu tư. Đặc biệt, những mẫu nhà cấp 4 mái Nhật được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung, phóng khoáng, công năng được bố trí linh hoạt, phù hợp với mong muốn và đáp ứng nhu cầu sống, không gian tiện nghi, thoáng mát, nội thất vô cùng hiện đại. Cùng Tân Á chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thuộc sở hữu của chủ đầu tư là chị Nga có địa chỉ tại Nghệ An ngay sau đây. Nhà cấp 4 mái Nhật là sự dung hòa giữa sân vườn và quang cảnh, là sự ngọt ngào trong những hàng cây mái lá, là sự nhẹ nhàng tinh tế trong từng chi tiết, tỉ mỉ và cầu kỳ trong từng thiết kế mái. Mái ngói dốc Nhật không những đẹp mà còn vô cùng độc đáo, mới mẻ, là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách nhà mái Thái và mái dốc châu Âu cổ điển. Với kiểu dáng mái này, không gian nội thất bên trong luôn được thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, tránh tối đa sự hấp thu nhiệt vào không gian sống. Ngoại thất được thiết kế đơn giản, sang trọng, đậm phong cách phóng khoáng với hệ mái lợp thoáng độc đáo. Mái sử dụng màu ghi sang nổi bật trên nền tường trắng và được phối khéo léo với màu nâu của hệ cửa. Với phần chân tường, bậc thềm và một số chi tiết ở bề mặt các bức tường được ốp hoàn toàn bằng đá tự nhiên, không chỉ có tác dụng rất lớn trong việc tôn lên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng, mà còn giúp cho không gian ngoại thất tránh được những tác động không đáng có gây ảnh hưởng xấu đến vẻ đẹp mỹ quan như nấm mốc, rêu phong hay nước mưa. Đặc biệt, khi thiết kế nhà cấp 4 mái Nhật, kiến trúc sư đã tạo thêm các khoảng hiên. Ngôi nhà của chị Nga được thiết kế hệ cột vuông vắn, vừa tạo nét phóng khoáng, khỏe khoắn cho ngoại thất được ốp đá hoa cương màu nâu tạo điểm nhấn cho mặt tiền. Cửa chính ngôi nhà sử dụng 100% gỗ tự nhiên chắc chắn, được đục đẽo tạo mẫu kiểu dáng riêng theo sở thích của gia chủ. Hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm kính sinh pha giúp nội thất bên trong ngôi nhà hấp thu tối đa ánh sáng của tự nhiên, tạo không gian bên trong ngôi nhà luôn được thông thoáng và sạch sẽ. Hệ sân vườn tiểu cảnh mát dịu trong ngôi nhà cấp 4 mái Nhật được quy hoạch vô cùng khoa học, được xếp ngay ngắn chỉnh chu để trồng cây trang trí và cây bóng mát. Phần sân được lát gạch trồng trơn trượt tối màu sạch sẽ. Tất cả các yếu tố kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, khăng khít với nhau tạo nên một khuôn viên sân vườn rộng mở, khoáng đạt, vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Mỗi nhà cấp 4 mái Nhật được trang trí những bồn hoa tiểu cảnh đẹp mắt nhằm mang đến không gian sống xanh, trong lành, ngôi nhà thêm phần sinh động, yên bình, giúp gia chủ thư giãn sau những ngày dài mệt mỏi. Qua bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Tân Á, tất cả những thiết kế của ta đều thể hiện sự tinh tế, ưa nhìn và vô cùng hiện đại. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc của ngôi nhà, xin mời các bạn cùng tham khảo qua kênh YouTube và website của kiến trúc Tân Á các bạn nhé. Kênh YouTube Nhà đẹp Tân Á thì chúng tôi review rất nhiều mẫu nhà đẹp từ nhà vườn, nhà biệt thự, nhà phố. Bên cạnh đó cũng có những video quay lại quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Các bạn nhớ ấn theo dõi, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Còn đây là kênh website có tên miền nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới phong tận miền Nam nữa. Bên Nga hy vọng rằng kênh YouTube và website giống như một kho tàng kiến thức để các bạn có thể lựa chọn mẫu nhà phù hợp với nhu cầu tài chính, sở thích của mình các bạn nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mặt bằng kiến trúc của ngôi nhà. Với chiều rộng là 14,7m và chiều sâu là 11m, căn nhà của gia đình chị Nga được bố trí một phòng khách với 33,5m2, phòng thờ 9,6m2, phòng bếp cộng ăn với 21,7m2. Căn nhà của chị thì được bố trí gồm có 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 15m2, 20m2 và 17m2. Ở khu vực cuối nhà được bố trí một nhà vệ sinh chung 5,4m2 và một sảnh phụ để thuận tiện cho nhu cầu di chuyển và sinh hoạt. Các bạn vừa tham khảo xong mỗi nhà vườn được Tân Á thiết kế cho gia đình chị Nga tại Nghệ An. Hy vọng thông qua mỗi nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!